Tại Đông Phi có một quốc gia đi sau thế giới 7 năm 8 tháng và hiện ở quốc gia này vẫn đang là năm 2016. Trong khi đó cả thế giới đã bước sang năm 2024 và tới ngày 11 tháng 9 tới đây họ mới bước sang năm 2017. Người dân Ethiopia sẽ kỷ niệm sự kết thúc của gia đông dân thứ hai của châu Phi lại chậm hơn 7 năm 8 tháng so với một phần còn lại của thế giới. Ở Ethiopia, năm sinh của Chúa Giêsu được công nhận muộn hơn khoảng 7 đến 8 năm so với lịch phương Tây. Theo các chuyên gia, giáo hội La Mã đã điều chỉnh cách tính vào năm 500 công nguyên trong khi giáo hội chính thống Ethiopia chọn cách giữ nguyên mốc thời gian cổ xưa, kết quả mặc dù phần lớn thế giới đã chuyển sang sử dụng lịch Gregorian nhưng Ethiopia vẫn giữ nguyên lịch của riêng mình. Người dân địa phương cho biết họ có lịch riêng của mình và có bảng chữ cái riêng, truyền thống văn hóa riêng. Theo hệ thống mặt trời, mặt trăng, lịch Ethiopia dài 13 tháng với 12 tháng đầu mỗi tháng có 30 ngày, tháng cuối cùng chỉ có 5 ngày hoặc 6 ngày nếu vào năm nhuận năm mới của Ethiopia được tổ chức vào tháng 9 khi loài hoa bản địa Ade Abeda nở rộ. Khách du lịch đến thăm Ethiopia thường sửng sốt khi biết rằng họ đã quay ngược thời gian, một số người còn bày tỏ sự hứng thú ở trên mạng xã hội. Dù vậy, các doanh nghiệp và trường học quốc tế tại Ethiopia vẫn đang có xu hướng sử dụng lịch dương theo phương Tây. Nhiều người dân quyết định dùng đồng thời cả lịch truyền thống của Ethiopia và lịch phương Tây. Ngay cả những việc đơn giản như xin giấy khai sinh cũng có thể gây ra vấn đề khi cố gắng hợp nhất hệ thống của Ethiopia và hệ thống phương Tây. Giả sử bạn có một đứa bé 3 tuổi và phải nộp đơn xin giấy khai sinh cho bé tại thành phố hoặc chính quyền địa phương. Chính quyền sẽ ghi theo hệ thống thời gian của Ethiopia, sau đó phải tin tưởng rằng nhân viên làm việc của chính quyền sẽ chuyển đổi lịch một cách chính xác. Tồn tại biến số nhất định có thể dẫn đến việc có nhiều ngày sinh khác nhau. Mặc dù người dân địa phương lưu ý rằng điều này có thể gây ra một số bất thường, nhưng nhiều người dân địa phương tin rằng đó vẫn là cách duy nhất để giữ gìn lịch truyền thống. Có một số quốc gia khác như Ả Rập Xê Út cũng có truyền thống ưu tiên lịch Henry gồm 12 tháng với 354 ngày, nhưng gần đây đã chấp thuận việc sử dụng lịch hiện đại cho các giao dịch chính thức. Một số nhà nghiên cứu cho rằng người dân Ethiopia thì đã thích nghi với việc chuyển đổi giữa hai lịch. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận thích lịch của ethiopia hơn bởi nó mô tả một cách hợp lý hơn đặc biệt khi nói đến thời điểm đầu năm năm mới hay còn gọi là món quà của đá quý theo tiếng của ethiopia có tên gọi là enkutakat hay người dân thường căn cứ vào một loài hoa có tên abeba loài hoa bản địa ở đây nở hoa trong thời kỳ này và trở thành biểu tượng năm mới của người dân ethiopia người dân Ethiopia cũng chỉ ra rằng việc tổ chức năm mới vào ngày 1 tháng 1 không có ý nghĩa mấy ở Ethiopia vì ngày này rơi vào mùa khô, trong khi ngày 11 tháng 9 hoặc ngày 12 tháng 9 theo năm nhuận thì lại đánh dấu sự khởi đầu của năm mới theo lịch của Ai Cập lại rất phù hợp. Tuy nhiên, nhiều người dân cho biết họ không thích điều này vì ngày đó trùng vào ngày tồi tệ nhất thế giới, đó chính là vụ khủng bố 11 tháng 9. Ở Ethiopia không chỉ có tháng, ngày và năm khác biệt, đất nước này cũng chạy theo hệ thống thời gian riêng. Trong khi hầu hết quốc gia bắt đầu ngày mới vào lúc nửa đêm, người Ethiopia sử dụng hệ thống đồng hồ 12 giờ thay vì 24 giờ, chạy từ bình minh đến hoàng hôn và bắt đầu lúc 1 giờ sáng. Điều này có nghĩa, thời gian mà hầu hết mọi người ở bên ngoài Ethiopia coi là 7 giờ sáng thì người Ethiopia sẽ coi là 1 giờ sáng. Lịch Ethiopia có 12 tháng 30 ngày, gần giống với lịch dương của phương Tây mà chúng ta đang sử dụng, nhưng có một sự khác biệt đó là họ có tháng thứ 13, chỉ có 5 đến 6 ngày. Những ngày phụ này được gọi là Epagomena, về cơ bản đây chính là ngày nhuận, những ngày bổ sung sẽ đảm bảo rằng lịch tuân theo các mùa và các giai đoạn của mặt trăng. Việc bổ sung này đã dẫn đến sự khác biệt lớn về lịch của Ethiopia và lịch bình thường. Người Ethiopia cũng tuân theo một hệ thống đồng hồ rất khác. Họ tuân theo đồng hồ 12 giờ, trái ngược với hệ thống thời gian 24 giờ mà phần còn lại của thế giới đang sử dụng. Trong khi hầu hết mọi người bắt đầu vào lúc nửa đêm thì người Ethiopia lại bắt đầu ngày mới vào lúc bình minh. Vì thế, khi cả thế giới đang ở lúc 7 giờ sáng thì ở quốc gia châu Phi này sẽ là 1 giờ sáng theo giờ ban ngày đối với người Ethiopia. Vào lúc 12 giờ trưa thì ở Ethiopia sẽ là 6 giờ ban ngày bất chấp các quy chuẩn tiêu chuẩn quốc tế hệ thống thời gian này vẫn tồn tại cho đến ngày nay tại ethiopia nhiều nhà nghiên cứu giải thích điều này phản ánh cuộc sống của ethiopia số giờ chiều sáng ban ngày ở nước này khá ổn định do nằm gần xích đạo và ở đây dường như là cách tiếp cận thích hợp nhất tuy nhiên điều này cũng có thể gây nhầm lẫn đặc biệt là đối với du khách khi du lịch ở đây khi đặt lịch hẹn với khách quốc tế cũng gây ra không ít những phiền hà khi mua vé máy bay các hãng hàng không thường sử dụng lịch châu Âu nên người dân phải kiểm tra lại 3 đến 4 lần để nắm rõ thời gian của mình. Phần lớn người dân Ethiopia không quan tâm đến phần còn lại của thế giới, khi họ thậm chí không biết rằng có cách khác để đến thời gian. Tuy nhiên, liệu điều đó có thay đổi trong tương lai khi nhờ công nghệ, ngày càng nhiều người dân, đặc biệt là những người sống ở khu vực nông thôn được kết nối với phần còn lại của thế giới. Có ý kiến cho rằng rất nhiều nông dân ngày nay có sử dụng điện thoại thông minh và điều này có thể ảnh hưởng lớn đến cách họ nhìn nhận cũng như tiếp cận của mọi vấn đề. Trong khi đó, số khác biệt lại không cảm thấy đây là vấn đề đặc biệt cấp bách hay cần điều chỉnh. Nhiều nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng lịch truyền thống của Ethiopia thậm chí bây giờ không phải là lịch duy nhất hoạt động ở nước này. Đối với nhiều người dân, quan điểm quốc gia ở dân số có khoảng 130 triệu người nên thay đổi truyền thống lâu đời bởi luận điểm tính thực tế rất khó để nhận ra được nhiều sự ủng hộ. Từ góc nhìn của nhiều người nước ngoài, nhiều người cho rằng không nghĩ bất cứ quốc gia nào cũng nên đánh mất hệ thống địa phương của riêng mình. Hệ thống này đang mang một ý nghĩa văn hóa rất lớn. Ngoài sự khác biệt về thời gian đối với các quốc gia trên thế giới, Ethiopia là một đất nước xinh đẹp với thiên nhiên ưu đãi và lịch sử phong phú, cùng với hệ động thực vật hoang dã là đất nước chưa từng bị đô hộ nên bản sắc văn hóa dân tộc người ở đây vẫn được gìn giữ. Hầu hết mọi người chỉ biết Ethiopia là quốc gia đẹp nhất ở châu Phi nhưng vẫn còn nhiều thú vị khác đối với quốc gia này. Vào năm 2017, mặc dù Ethiopia đã trở thành nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, nhưng gần một phần ba dân số ở nước này vẫn ở dưới mức nghèo theo tạp chí Global Economic của Ngân hàng Thế giới cho rằng Ethiopia là nền kinh tế phát triển nhanh, trong khi tăng trưởng toàn cầu được dự báo là 2,7%, Ethiopia được dự đoán là 8,3%. Mặc dù những con số này nghe có vẻ đáng kinh ngạc, nhưng trên thực tế, tốc độ tăng trưởng cao, nhưng Ethiopia vẫn đang chìm sâu trong nợ công. Ethiopia là nơi có hồ nước mặn lớn nhất thế giới. Khi ai đó nói về các vùng nước mặn, điều đầu tiên bạn nghĩ đến có lẽ là biển chết, nhưng có những hồ nước mặn hơn nhiều so với biển chết. Trên thực tế, biển chết đứng ở vị trí thứ bảy và vùng nước chiếm vị trí đầu tiên, nằm ở vùng Alpha của Ethiopia. Nó được hình thành vào năm 2005 sau trận động đất khiến một con suối nóng dưới lòng đất được hình thành trên bề mặt. Nước trong khu vực này có đồng độ muối lên tới 43,3%. Người Ethiopia không có họ, quy ước đặt tên phổ biến trên thế giới, quy định tên riêng của một người, sẽ đứng trước hoặc sau họ của cha hoặc mẹ, tùy theo văn hóa. Nhưng ở Ethiopia, các quy tắc đặt tên sẽ có một chút khác biệt, tên của người dân nơi đây sẽ bao gồm tên riêng, sau đó là tên của cha họ. Đôi khi, mọi người cũng có thể lấy tên của ông nội hoặc bất kỳ tổ tiên nào trong gia đình. Ngoài ra, phụ nữ không được đổi tên sau khi kết hôn. Ethiopia còn được coi là một trong những quốc gia tiêu thụ ít calo nhất trên thế giới. Trong số 172 quốc gia, quốc gia này chiếm vị trí thứ 167 về tiêu thụ mức calo. Người Ethiopia trung bình tiêu thụ khoảng 1950 calo mỗi ngày, còn thấp hơn lượng calo tiêu thụ tối thiểu mỗi ngày theo quy định của tổ chức Y tế thế giới. Đối với nhiều cộng đồng ở Ethiopia, tồn tại hàng ngày là một điều hết sức khó khăn vì họ phải thường xuyên nhịn đói nhiều ngày vì không kiếm được thức ăn. Theo một nghiên cứu vào năm 2008, 16% dân số Ethiopia kiếm được ít hơn 1 đô la mỗi ngày, chỉ có 65% hộ gia đình nông thôn kiếm đủ tiền để đáp ứng lượng thức ăn tối thiểu hàng ngày là 2.200 calo.